Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em sẽ làm một món ăn vặt nha quý cô bác. Đó chính là bánh tôm khoai môn chiên giòn. Mà bánh tôm này là bánh tôm chay chứ không phải là bánh tôm mặn. Nhưng mà đảm bảo là vẫn giòn và thơm ngon y như là bánh mặn vậy đó. Món này mà để ăn vặt thì ngon xuất sắc luôn. Mùi thì thơm, béo béo, lại giòn rụm nữa. Nếu quý cô bác thấy thích thì em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng thực hiện với em món này nha. Và đây là phần nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 300g khoai môn, em đã gọt sạch vỏ rồi, và 100g tôm chay. Phần tôm chay này quý cô bác có thể mua tại các cửa hàng bán thực phẩm chay nha. Nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu đó là hành băm, một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê đường và bột chiên giòn. Túi bột này là 150g nhưng em chỉ sử dụng 100g thôi nha. Đây là loại bột mà chay mặn đều dùng được. Cần có một ít rau xà lách để em trang trí. Ăn kèm thì em sử dụng đó chính là tương ớt. Quý cô bác có thể dùng sốt mayonnaise hoặc là tương cà đều được, và cần dầu ăn để chiên. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ cùng làm với em nha. Đầu tiên thì khoai môn quý cô bác cứ cắt cho nó thật là nhỏ là được. Cắt sợi càng nhỏ thì khi chiên khoai môn nó sẽ nhanh giòn, và khi đã giòn rồi thì nó sẽ không có bị mềm trở lại. Quý cô bác chiên xong để cả ngày vẫn còn giòn ngon. Sợi nhỏ nhỏ như thế này là được rồi nè quý cô bác. Bây giờ thì đi pha bột thôi nha. Cho 100g bột vào trong một cái tô lớn và cho vào đây 150 đến 200ml nước. Quý cô bác khuấy đều cái phần bột này ra đến khi nào mà thấy cái phần nước nó lỏng như thế này là được rồi nè. Bây giờ thì cho hạt nêm và đường vào. Tiếp theo nữa là cho hết phần hành đã chuẩn bị vào đây. Trộn đều lên, sau đó thì cho khoai môn vào. Quý cô bác trộn đều cái phần khoai môn này cho nó thấm bột. Như thế này là có thể mang đi chiên được rồi đó. Chuẩn bị một chảo dầu thật nóng, sau đó thì cho từng miếng khoai môn vào chiên. Trong lúc chiên thì vặn thật là nhỏ lửa. Độ dày của miếng khoai môn khoảng 0,5 đến 1cm thôi. Nếu dày quá thì khi chiên xong, khoai nó vẫn giòn nhưng mà bên trong nó vẫn còn mềm đó quý cô bác. Chỉ cần chiên đều đến khi nào mà khoai vàng giòn hai mặt là được. Món này dùng để ăn vặt thì siêu ngon luôn, làm thì rất là đơn giản luôn phải không quý cô bác? Đảm bảo là người lớn hay là trẻ con gì trong nhà cũng thích hết trơn á. Quý cô bác chiên đến khi nào thấy cái bánh khoai nó giòn như thế này là được rồi nè. Vớt ra để cho ráo dầu một chút xíu, sau đó thì quý cô bác để qua một tờ giấy thấm dầu, cho nó hút bớt cái lượng dầu trong bánh thì khi ăn nó sẽ không có bị ngán. Chiên xong rồi thì trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Bánh tôm khoai môn chiên giòn, khi hoàn thành thì có mùi rất là thơm, khi ăn thì giòn rụm. Chấm cùng với một ít tương ớt cay cay nữa, quả là món ăn vặt ngon phải không quý cô bác, lại thực hiện rất là dễ. Em xin chúc quý cô bác có những bữa ăn chay thật là ngon miệng nha. Còn giờ thì video đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Hãy nhấn nút like video để ủng hộ em nha. Xin hẹn gặp lại video sau.